rút về ngân hàng thì min rút sẽ là 300k, còn rút về thẻ cào, anh em kéo xuống dưới để xem. Chúng ta sẽ có các loại thẻ cào như là Viettel, VinaPhone, MobiFone ha, Dinhgate rồi Garena. Nếu như tài khoản của bạn có ít tiền á, chỉ có 50k là 100k thôi thì anh em có thể rút về thẻ cào cũng được. Còn nếu như có nhiều hơn khoảng 300k trở lên thì anh em có thể rút về tài khoản ngân hàng. Nếu anh em quan tâm muốn chơi cái con app con web Vline này á thì đường link ở dưới phần mô tả video nha. Bây giờ anh em sẽ tạo một cái tài khoản gồm tên người dùng này, sau đó là địa chỉ email này. Tiếp tục là anh em sẽ thêm một cái mật khẩu vô, năm sinh của bạn. Rồi, chọn tỉnh bạn đang cư trú, anh em thêm hết tất cả thông tin vô ha. Và đặc biệt ở đây anh em cần lưu ý này, nó có ghi này anh em, các tài khoản mạng xã hội được sử dụng để làm các nhiệm vụ trong hệ thống, chúng chỉ lấy thông tin tài khoản để xác nhận nhiệm vụ. Nếu bạn không cung cấp thông tin tài khoản sử dụng thì các nhiệm vụ của Facebook, YouTube, TikTok sẽ không xuất hiện. Ở đây anh em chỉ cần thêm cái link thôi nha, link liên kết đến Facebook, YouTube và TikTok của anh em. Với Facebook thì anh em chỉ cần về lại trang cá nhân của anh em, bấm dấu ba chấm này. Rồi bấm tiếp tục vô sao chép liên kết là được nha. Quay lại trang web của chúng ta anh em chỉ cần dán cái đường link hồi nãy ra thôi. Tiếp tục là link channel YouTube. Vào YouTube sau đó góc phải trên cùng bấm vào cái biểu tượng avatar của chúng ta, bấm chữ kênh của bạn. Sau đó thì anh em sẽ bấm ba chấm góc phải trên cùng này. Ở đây có chữ chia sẻ nhá. Sao chép đường dẫn. Rồi, chúng ta lại quay lại cái trang web hồi nãy, anh em dán cái đường link ra, vậy là được rồi nha. Tiếp tục là link tài khoản hoặc là ID TikTok đều được. Ở đây thì anh em sẽ vào TikTok và lấy một trong hai đó là cái tên hoặc là cái đường link. Thì ở đây mình lấy cái tên cho nó nhanh nha, bấm một cái tên cho nó nhanh. A cộng đó anh em. Rồi, quay lại đây, dán nó ra, thêm chữ A cộng nhá. Chúng ta thêm vô là được, bấm đồng ý điều khoản này. Tôi không phải là người máy này. Rồi, tạo tài khoản nhanh em Vào địa chỉ email chúng ta sẽ nhận được một cái tin nhắn như thế này. Bấm vô chữ màu xanh, click vào đây là được để tạo tài khoản ha. Anh em sẽ xác minh cái tài khoản đó, kích hoạt thành công vậy là được rồi nha. Quay lại cái trang web Vline thì nhanh chỉ cần đăng nhập thôi. Bây giờ anh em sẽ xem sơ qua giới thiệu này và nhiệm vụ ở trên cái con Vline này. À, giới thiệu khá là rườm rà này, ok nó đi, lướt qua ha. Nhiệm vụ thì à, mỗi nhiệm vụ bao gồm hai phần thưởng. Anh em có thể chú ý đến đó là su, bạn có thể rút tiền về tài khoản không mất phí rút tiền. Đây là điểm cộng của con web này ha. Rồi xếp dùng để tăng cấp độ của bạn. Rồi à, bỏ qua đi giống như chúng ta chơi game vậy thôi. Xếp dùng để lên level. Các cái nhiệm vụ mà chúng ta làm á sẽ được duyệt bằng tay. Các trường hợp gian lận hoặc thực hiện sai nhiều nhiệm vụ liên tiếp sẽ bị khóa tài khoản mà không cần báo trước nha anh em. Thời gian nhiệm vụ phê duyệt dự theo yêu cầu của order. Trước khi tham gia nhiệm vụ các bạn cần cam kết này, thực hiện đúng nội dung nhiệm vụ, không hủy nhiệm vụ, bỏ nhiệm vụ sau khi đã được duyệt, không làm ảnh hưởng đến uy tín của các quảng cáo. Và trước khi anh em hoàn thành các nhiệm vụ ấy thì anh em cần phải kết nối các cái tài khoản cá nhân mà hồi nãy chúng ta đã kết nối trong lúc tạo tài khoản rồi. Nếu anh em muốn sửa đổi thì vô phần profile nó có hướng dẫn anh em. Về phần các cấp độ, đầu tiên là Farmer, Elite, Royal, King thì mỗi cấp độ này ấy, anh em sẽ được hưởng quyền lợi khác nhau. Farmer là người mới, chúng ta mới tạo tài khoản thì anh em sẽ nằm ở Farmer. Người chơi mới tham gia hệ thống chỉ thực hiện được các nhiệm vụ yêu cầu độ uy tín không cao. Khi mà chúng ta đi giới thiệu bạn bè anh em sẽ nhận được là 5x xếp vào tài khoản này. Bây giờ anh em sẽ về trang cá nhân nhé, góc phải trên cùng bấm biểu tượng avatar của chúng ta, bấm chữ trang cá nhân. Kéo xuống dưới, ở đây anh em sẽ thấy cái đường link TikTok ID này, ở channel YouTube này, trang Facebook này của mình nó đang duyệt nha. Và nó thông báo nó sẽ duyệt trong vòng 2 ngày cái này là họ duyệt bằng tay nha anh em có nghĩa là người thật duyệt chứ không phải là sử dụng bot nên duyệt khá là lâu nha anh em bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần nhiệm vụ nha góc trái trên cùng này bấm vô có chữ nhiệm vụ rồi ở đây hiển thị là farmer cái level của chúng ta ha 0 xếp thì anh em sẽ kiếm đủ 2500 500 xếp này đủ 100% tiến trình thì chúng ta sẽ được lên level cái xuống dưới thống kê 5 ngày gần nhất là số tiền chúng ta kiếm được thôi lịch sử rồi ha rồi thống kê thu nhập cũng là cái lịch sử thôi rồi ấn hiện nhiệm vụ này rồi cái thành task ba cái nó đi à, phía dưới chúng ta sẽ có các nhiệm vụ như là nhiệm vụ Facebook hay là YouTube hiện tại thì uh, Facebook chưa có nhiệm vụ còn YouTube nó có rồi này anh em những cái nhiệm vụ nào nó hiển thị chưa thực hiện có nghĩa là chúng ta chưa hoàn thành đó bấm vô nhé anh em có thể làm được ở đây anh em sẽ xem sơ qua một cái nhiệm vụ thôi để cho dễ hiểu ha nhiệm vụ này có tên là tiktok cho phốc này à, một cái nhiệm vụ để tăng view cho một video trên YouTube thôi nó sẽ thưởng cho bạn 28 xu còn lại 551 x 3500, tổng cái số lượt được xem á, được làm hoàn thành nhiệm vụ á là 3500. Và nó đang còn lại là 551 thôi ha anh em. Kinh nghiệm sẽ nhận được là một xếp khá ít xếp ha. Rồi bấm thực hiện này. Chúng ta sẽ xem trong vòng 20 giây, bấm play là được. Chúng ta sẽ đợi hết 20 giây nó chạy nha anh em. Khi đợi hết thời gian, chúng ta lướt xuống dưới này, nó có cái chữ nhận xu nha anh em, bấm nhận xu. Rồi hoàn thành. Khi mà hoàn thành như thế này rồi, chúng ta sẽ không làm lại cái tát này được nha. Anh em sẽ làm cái tát khác, bên dưới còn khá là nhiều tát cho anh em. Đây, lướt xuống. TikTok vẫn chưa có nhiệm vụ này. Và các cái nhiệm vụ order cũng là nhiệm vụ được nhiều tiền nhất, nhưng mà nó cũng làm lâu nhất nha anh em. Các cái nhiệm vụ như tạo tài khoản MB Bank rồi Internet này, KYC này thì trên kênh của mình có hướng dẫn tất tần tật rồi. Mình nghĩ là nhiều bạn đã tạo rồi, còn nếu như ai chưa tạo thì thông qua cái ứng dụng này anh em sẽ nhận được thêm tiền thôi. Và các nhiệm vụ order này cũng có nhiều nhiệm vụ nhất nha anh em Đây, mình lướt hoài và nó không hết này Đó, à, click link rút gọn này cũng được này à, Phim hoạt hình hay cũng được này Rất là nhiều nhiệm vụ luôn anh em Và khi chúng ta hoàn thành một hay nhiều nhiệm vụ Thì nó sẽ update cái tài khoản của bạn lên Gồm accept là một Cái thứ hai là số tiền mà anh em đã được duyệt Đây, 28 xu Chờ duyệt là hàng dưới nhá Còn khi mà chúng ta làm bị từ chối nó sẽ màu đỏ nếu anh em muốn đi giới thiệu bạn bè, góc trái trên cùng bấm vô. Ở đây anh em sẽ có một cái đường link bấm vô copy để đi giới thiệu bạn bè nha. Còn phần chiến dịch này, ở đây thì anh em có thể là tạo chiến dịch được. Đây anh em có thể kéo xuống dưới này tạo về ngân hàng MB Bank này. Vì hiện tại MB Bank nó cũng có chức năng đi giới thiệu bạn bè rồi anh em. Một rep anh em sẽ nhận được là 50 000 Đó, chúng ta có thể tạo link internet cũng vậy này. Rồi Neo mở thẻ VIP cũng vậy này. Còn về phần đào coi, là nơi mà anh em kiếm tiền thụ động thì ở đây chúng ta sẽ mua một cái máy đào ha và anh em sẽ bỏ cái thẻ cào ra để mua cái máy đào trong vòng nó sẽ đào cho anh em trong vòng là một tháng lần nha chọn máy đào cấp thấp này đây giá 50.000 đồng một tháng này thì cái này mình không kiếm như anh em đào đâu tại vì chúng ta đào thời gian một tháng lận mà không biết một tháng sau cái app này cái web này nó còn sống hay không đúng không anh em Nói qua về phần rút tiền đi, ở trong phần rút tiền này, anh em, thanh toán được xử lý trong vòng 48 giờ, thanh toán vào các ngày từ thứ hai cho tới thứ sáu hàng tuần. À, cuối tuần nó nghỉ anh em. Hỗ trợ thanh toán khi bị lỗi Zalo này, 0564346731 à, 056 434 6731 để anh em liên hệ khi cần thôi. Chúng ta có thể rút về ngân hàng, thẻ cào hoặc là PayPal. Số dư tài khoản của mình đang có 28 xu thì 1 xu nó tương đương với là 1,5 đồng anh em và tối thiểu anh em sẽ rút là 300k bạn đang chưa có thông tin ngân hàng cần thêm thông tin ngân hàng do mình chưa thêm thì chúng ta sẽ bấm một chữ thêm thông tin ở đây thêm thông tin ngân hàng thì nó gồm có những gì số tài khoản này tên chủ tài khoản này tên ngân hàng này tên chi nhánh này cái tên chi nhánh là nơi mà bạn tạo tài khoản ngân hàng ví dụ mình ở Vũng Tàu thì cái chi nhánh của mình sẽ là Vũng Tàu ha Rút về ngân hàng thì min rút sẽ là 300k Còn rút về thẻ cào Anh em kéo xuống dưới để xem Chúng ta sẽ có các loại thẻ cào như là Viettel, Vinaphone, Mobifone, ha, Zing, Gate, rồi uh, Garena Và mệnh giá của chúng ta thấp nhất sẽ là 50k anh em sẽ được rút Rồi lên trên Còn rút về Paypal thì sao Chúng ta kéo xuống dưới anh em sẽ thêm một cái địa chỉ Paypal Tối thiểu phải là 1 triệu nha anh em Rút về Paypal là cao nhất nếu như tài khoản của bạn có ít tiền á, chỉ có 50k là 100k thôi thì anh em có thể rút về thẻ cào cũng được. Còn nếu như có nhiều hơn khoảng 300k trở lên thì anh em có thể rút về tài khoản ngân hàng. Trên 1 triệu thì anh em có thể rút về PayPal cũng được. Và nếu như anh em rút tiền thì nên tránh cuối tuần nha, nên rút vào thứ hai, thứ ba nó sẽ xử lý nhanh hơn. Ở đây mình thấy nó có một cái phần đó là nâng cấp tài khoản đổi xếp Chúng ta có thể dùng cái thẻ cào mà anh em kiếm được để đổi các xếp để lên level cao hơn Khi mà chúng ta level cao hơn á, thì cái phần thưởng mà chúng ta nhận được á, nó sẽ cao hơn nhiều hơn nhá. Nếu như muốn hỗ trợ thì ở đây mình thấy nó có một cái chat này anh em. Có một cái room ha. Ở trong đây mình thấy cũng có khá là nhiều người đang nhắn tin ở trong đây này.